Đây là cá lóc đồng nè, mình mới mua về nè, để mình làm cá lóc đồng này, mình làm cá chà bông cho Hồng Hạnh ở Úc nè. Hôm hổm mình cũng mua cá lóc đồng gì để mình chà bông cho Trang Kiều ở Mỹ nè, mình cũng mua loại cá y vậy luôn nè. Đó. Lóc đồng này là cá loại loại 1 nên nó bự, rồi loại 2 thì nhỏ hơn. Mình cải dừa ra mình làm mứt dừa lá dứa cho Hồng Hạnh ở Úc. Dừa mềm ngon ghê luôn, mềm thì vừa làm. Chị Hai để cá vô hấp. Giờ mình sắc dừa ra. Này mình sắc sợi. Giỏi dữ rồi ta. Xào nó dứa cái mùi nha, mùi ăn nó ngon. Cái dứa trong sách nó kêu một lá nếp chị hay. Ừ. Ngộ vậy. Ê, nói ông nội mình không biết đường đâu mà nghe nữa. Ừ. Là mắng cầu nè, mình mới mua về nè. Mình mua về thì mình rửa bên ngoài á cho nó sạch sẽ, bụi bặm nữa cho sạch hết. Rồi cái mình để cho ráo nước. Bây giờ mình mới bóc cái vỏ nó ra. Lột cái vỏ nó ra mình bỏ nè. Để mà mình làm mắng cầu ngào đường cho Hồng Hạnh ở Úc. Mắng cầu mình mua mắng cầu này nó chín đều ngon lắm, nó không có bị sượng. Giờ mình tách ra cái mình lấy cái cùi nó ra. Cái cùi này người ta nói ăn tị chóng mặt hay lắm nè, cái cùi mắng cầu. Mắng cầu này mình nghe nói ăn ngăn ngừa ung thư hay lắm. Nó tới 70%. Mình gỡ cho sạch cái hột đây nè. Để mình xào. Mắng cầu sấy cũng vậy, mình cũng phải gỡ hột ra hết chứ mình đem đi hột không có được. Mình đem đi hột người ta không cho qua Mỹ, người ta không có cho vô, cho nên mình lấy hột cho sạch hết. Cho muối hột kia nè, mình cho muỗng nhỏ muối vô.
này 3 ký tư mãn cầu. Mình cho đây nửa ký đường phèn nè. Hồng Hạnh dẫn mình xào đường phèn. Như đây thì chua chua ngọt ngọt chứ nó chưa có đủ độ ngọt. Giờ mình bắt đầu mình xào mãn cầu, mình sên. Mình sên cho nó đặc lại. Hôm nay mình làm đường cát không, bữa nay mình làm đường phèn, nó có ngon hơn đường cát không? Cầu này mình xào nó lâu tới dữ lắm, lâu tới tại vì mình xào ít đường, mức đường thấp nhất luôn cho nên nó mới còn được cái độ chua, còn lâu tới dữ lắm. Đây là kẹo mãn cầu của mình, là kẹo mãn cầu của mình á, sau khi mà mình xào xong rồi thì tại vì này mình xào rất là ít đường mà đường phèn nữa cho nên nó không có thể nào mà nó kẹo lại, nó dẻo nhẹo lại được thân, cho nên nó không có dẻo hung, nó vẫn còn mềm. Cái mình mới lấy kéo mình cắt ra, mình để lên cái dĩ này, mình đem mình sấy một đêm thì bây giờ cục kẹo của mình nó dẻo nhẹo, nó ngon dữ lắm, ngon, nó dẻo thiệt là dẻo luôn ha. Rồi cái mình ăn nó chua, nó còn cái vị chua của mãn cầu rất là ngon. Còn nếu mà mình xào mà đường nhiều á thì mình khỏi cần sấy lại thì nó dẻo nhưng mà ăn nó không có ngon, nó không có còn cái vị mãn cầu nữa. Cho nên này các anh chị thích ăn còn chua thì mình xào về mình sấy lại ăn ngon dữ lắm. Nó còn cái vị chua của mãn cầu này rất là ít đường. Tại vì tới 3 ký mấy, gần 4 ký mãn cầu mà mình xào có nửa ký đường, có nửa ký đường phèn thôi. Cho nên nó không khi nào mà nó dẻo lại được. Cho nên mình phải sấy đi nè. Mức mãn cầu mình chuẩn bị đồ cho gửi cho Hồng Hạnh ở Úc nè. Hồng Hạnh đặt mình nửa ký mứt dừa nè, mình nửa ký mứt dừa lá dứa, mứt dừa dẻo lá dứa. Nay mình cân cho Hồng Hạnh 6 tầm gram luôn. Đây là mứt dừa, đây là mình mua dùng cái kéo cho Hồng Hạnh nè. Ở đây là 2 chai nước màu dừa, này là nước màu dừa đặc biệt, nước màu dừa của cái nước dừa mình xào mứt, nó ngon dữ lắm. Còn đây là kẹo mãn cầu 2 bịch, mỗi bịch nửa ký. Kẹo mãn cầu này chua ngon lắm, ít đường. Này là cá lóc đồng trà bông, cái lóc đồng trà bông. Còn này là ký khô cá dứa mình mua dùm cho Hồng Hạnh 1 ký. Như này mình mua không có đúng 1 ký được, nó ra tới hơn 1 ký 2 rồi. Rồi cắt cái đầu bỏ lại thì còn lại đây là 1 ký nè. Này còn lại là 1 ký đúng nè, ký giác. Hơn 1 ký 2 chút xíu vậy. Chứ nó không có ngày tầng ký, không giống như mấy con khô cá nhỏ nhỏ. Còn đây là cái
Mẫn cầu thấy mới ớt, này mình gửi tặng Hồng Hạnh ăn thử. Giờ mình chuẩn bị đồ vô thùng. Hai chai nước màu dừa này mình dán keo cứng lên rồi mình bỏ một bịch hút trên không luôn. Ví dụ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 món đồ. Có mình gửi, bận này mình có gửi tới dừa, vỏ bình á. Với cái bình hôm rồi mình mua á, mà cái đợt dịch sâu, bệnh sâu gì đó ở bên Úc á, cho nên gửi không được. Thì lần này gửi được, mà cũng có phải phun trùng trái dừa. Phun trùng trái dừa bên Úc người ta mới cho mình nhập qua. Thì mình hôm vừa gọi thì cái trái dừa đó thì hôm tên công ty nó nhận gửi nhưng mà nó gửi không được thì nó sẽ lấy lại rồi nó tỏ tiền lại cho ông Hạnh. Rồi sau đó giờ mình sẽ mua lại của tên công ty giữ lại á. Cho nên lần này mình khỏi đi mua. Thì mình đã để tải rồi cái nó lấy nó gửi cho ông Hạnh luôn. Cái dừa mà mình phun trùng để mà đem qua Úc á, là phun trùng để kiểm nghiệm á, qua bển là người ta mới cho mình nhập vô. Thì cái trái dừa đó mình phun trùng nó tới 500.000. 500.000 là tiền phun trùng. Đây là lần thứ ba mà Hồng Hạnh đặt hàng của mình. Mình cảm ơn Hồng Hạnh rất là nhiều. Mình cũng xin chúc cho Hồng Hạnh và gia đình Hồng Hạnh luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an. Chị cảm ơn Hồng Hạnh ạ.